Clip này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tra cứu sản phẩm ở trên web của mình này. Thì đầu tiên mọi người không có link hoặc là liên kết web thì mọi người có thể đánh chữ mỹ phẩm Thùy Dương Bắc Giang viết liền không dấu như là lên trên Google này, thì nó sẽ hiện lên link luôn này. Click vào đây hoặc click vào shop mỹ phẩm bán buôn này, thì nó sẽ hiện ra các sản phẩm này. Ví dụ mọi người có thể tìm theo danh mục này. Tìm theo danh mục thì ở đây mình có các danh mục các loại mặt nạ này, các loại son này, ủ tóc, dầu gội, chăm sóc cơ thể này, chăm sóc da này. Ví dụ chăm sóc da thì nó sẽ có set dưỡng da này, kem dưỡng thể này, các loại đặc trị nám tàn nhang, kem chống nắng, kem dưỡng da, nước hoa hồng, nước tẩy trang, serum tẩy da chết, xịt khoáng, phân loại riêng ra. Ví dụ như mình muốn nếu mà mình không muốn tìm theo danh mục mà mình muốn tìm theo tên sản phẩm, ví dụ như là serum Rich Skin đang hot, là shop này xem có hay không, thì đây nó sẽ hiện lên luôn này. Serum Rich Skin và sữa rửa mặt Rich Skin này, mình sẽ kích vào đây. Trên này là mình đang để giá bán lẻ nhé. Giá bán lẻ này là giá bán lẻ tham khảo cho mọi người. Thì là sẽ có thông tin này, sữa rửa mặt Rich Skin này, công dụng, với giá niêm yết của sản phẩm trên thị trường là 290. Ví dụ mình muốn tìm serum Rich Skin nữa thì mình đánh chữ serum Rich Skin, nó sẽ hiện ra thông tin luôn. Đây. Một số sản phẩm thì mình chưa có thời gian làm cái tác dụng công dụng này thì mọi người có thể tìm ở trên trên mạng đều có. Thế nhá, ví dụ như là một số khách sỉ cộng tác viên bảo là chị sắp chị có những loại nước hoa hồng nào ấy, thì có thể vào trực tiếp vào đây này, vào chăm sóc da, sau đó tìm phần mục nước hoa hồng, kích vào nước hoa hồng thì sẽ ra các loại nước hoa hồng sẵn của shop mình. Đây có những loại này, hoặc là hỏi là chị có những loại sữa rửa mặt gì, thì đây lại vào tiếp là chăm sóc da này, chăm sóc da vào phần sữa rửa mặt. Thế nó sẽ ra các loại sữa rửa mặt có sẵn ở shop mình. Một số sản phẩm hết hàng thì mình đã để hết hàng rồi đấy. Còn một số thì chưa cập nhật được kho, nên là có gì mọi người cứ điện thoại trực tiếp cho mình cho nó cách nhanh nhất nhé.